Thiếu Vi Cao tôi xin mến chào các bạn. Trong chương trình hôm nay, Thiếu sẽ giới thiệu các bạn bản nâng cấp độ từ nội ngoại thất của dòng xe Innova dòng G. Và thoạt nhìn ngoài nội thất thì chiếc xe này gồm có bộ body kit thương hiệu Attivus của Thái Lan. Bộ body kit gồm có 4 phần: ốp trước, ốp sau và 2 ốp hông. Và cái nữa là nâng cấp đèn, độ đèn gồm có đèn mí led, bi vòng angle, 2 bi 2 vòng angle, dòng mắt quỷ. Đều dòng mắt quỷ này chúng ta có thể chỉnh màu qua điện thoại, và những cái sọc mút tan đó. Và bên ngoài thoạt nhìn gì cũng đã cảm thấy mạnh mẽ cho cái dòng xe Innova rồi. Và bây giờ chúng ta bước vào nội thất của chiếc xe này có trang bị như thế nào các bạn nha. Và bây giờ Hiếu cùng với các bạn chúng ta khám phá về cái nội thất của cái xe Innova này nhé. Trước tiên là Pika Auto đã cải thiện cái form ghế này một chút xíu để cho nó giống với những cái dòng xe cao cấp, ví dụ như những dòng xe mẹt hơn. Và chất liệu da của nó là được Pika Auto làm nâng cấp là da Anh Quốc. Nó chủ xe đã chọn da Anh Quốc theo cái kiểu màu rất là trẻ trung và sang trọng đó. Và bộ ghế ở phía dưới thì ở trên cái trần, chúng ta cái trần cũng theo cái màu tông da ghế và cũng được Pika Auto thiết kế và thi công may theo cái dòng muối caro một số chi tiết để cho nó tạo điểm nhấn và hiệu ứng cho cái xe của mình. Chứng giữa là được thiết kế những cái hai bên là hai đường may hai kim. Nó chứng giữa là may theo hình thoi, hình kim cương. Và một trong những tính năng quan trọng nhất mà Hiếu nghĩ cho cái xe này đã nâng cấp, đó là cái chức năng nâng cấp ghế chỉnh điện dùng cho hai ghế, ghế tài và ghế phụ. Ghế tài thì gồm có bộ ghế điện 6 hướng với một cái lumbo nâng đỡ cột sống. Và bên ghế phụ thì gồm có 4 hướng tới lui và ngã nằm ghế. Cái bộ bên tài 6 hướng là gồm có tới, lui, ngã đứng, lumbo nâng đỡ cột sống. Đó. Chúng ta có thể lumbo nâng đỡ này gồm 4 hướng. Chúng ta tới thì nó phình ra để ngay cái cột sống chúng ta, và chúng ta lui lại thì xẹp vô. Và có thể kéo cái lumbo này lên cao thấp. Đó. Khi nào cái chỗ cái lưng cột sống của chúng ta ngồi mà nó mỏi chỗ vị trí nào thì chúng ta giờ rê cái lumbo đó nó vị trí lên xuống để chúng ta ngay đúng vị trí mệt mỏi cái đốt sống của chúng ta. Đó. Và thêm nữa là cái chức năng massage. Massage này gồm có 8 điểm. 4 điểm cho dựa lưng với cột sống và 4 điểm cho mông và đùi. Massage thì cái công tắc mình điều chỉnh ở đây, ở trước mặt của người lái xe. Chúng ta chỉ cần nhấn một cái là nó massage 8 điểm, và nhấn một cái nữa thì nó sẽ ốp thôi, tắt thôi. Đó. Và đặc biệt cái bộ ghế này là rất là êm. Chúng ta ngồi thoải mái, chúng ta có thể là điều chỉnh tới, lui, nâng ngã hoặc là massage đều diễn ra một cách êm ái và ngọt liệm, không có phải là kêu rít rít những cái tiếng kêu gây cảm giác khó chịu. Và các bạn thấy đó, cái ghế chỉnh điện này được độ tất cả những cái ốp, những cái công tắc nhựa đồ cũng được Pika Auto nhập ở nước ngoài về trên, chứ không phải là hàng độ chế. Thành ra khi mà lắp đặt vô các bạn thấy những cái ốp nhựa rất là cứng cáp và liền lạc, chứ nó không phải là hàng chế tác hay là mài dũa cái nó, cho nên đi rất là an toàn. Kể cả hệ thống dây cái đều là quấn cẩn thận, cái đều cắm rắc không có phải là cắt nối độ chế gì nhiều để làm ảnh hưởng tới hệ thống xe hoặc là ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ thống điện của xe mình. Đó. Với những chi tiết độ của chủ xe này thì tuy rằng nó không quá rườm rà, nhưng mà những cái xe này từ ngoại đến nội thất là những cái món hàng rất là chất, phải nói là độ chất. Da là da Anh Quốc, body là đến từ Thái Lan, cho nên là các bạn có thể tham khảo những cái mô hình mà Pika Auto đã độ qua. Và hiện tại bây giờ thì cái showroom của Pika Auto vẫn đang hoạt động bình thường đó, cho nên các bạn thấy ở phía trước
đang có rất nhiều xe đang làm nhộn nhịp và có những tiếng kêu của bị đang làm đổ bô, thành ra cái bài review của Hiếu cũng có những tiếng đã ồn, mong các bạn thông cảm. Ở hiện tại của Bica Auto thì cũng có một dòng xe tương tự với mẫu ghế như thế này, hoặc là độ những ghế điện như thế này. Các bạn nào mà muốn quan tâm về cái phần ghế chỉnh điện thì có thể ghé ở Bica Auto 406-48 An Dương Vương, chúng ta trải nghiệm trên thực tế cái bộ ghế để chúng ta muốn nâng cấp thêm cho dòng xe của mình. Đấy. Bài review của Hiếu đến đây cũng kết thúc, và mong cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài review của Hiếu. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình review những chương trình tới hoặc là những cái sản phẩm tiếp theo. Xin thân ái và chồng tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Especially when you've been needing me, 'cause I'm a fucking mess sometimes, and I'll say what I don't mean. Just 'cause I want it, or maybe I need extra lines. The only rush you need, yeah. 'Cause I'm a fucking mess sometimes, but still I could always be whatever you want to. Especially when you've been me, 'cause I'm a fucking mess inside, and I'll say what I don't mean just 'cause I want.